trường thì tổng quan, và trường thứ hai là trường các mô hình. Thì hôm nay chúng ta rồi. Chúng ta đã cùng tìm hiểu về mô hình này, xong rồi tìm hiểu pha đầu tiên là pha phân tích và đặt tại yêu cầu. Thì sau pha phân tích là đến pha thiết kế, đúng không ạ? Hầu như mô hình nào cũng vậy, sau phân tích thì sẽ đến pha thiết kế. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ học chương 3, sau chương phân tích yêu cầu thì sẽ là chương phân tích và thiết kế kiến trúc hệ thống. Các em nên nhớ cho cô này, thiết kế thì có nhiều thiết kế, nhưng mà ở chương 3 thì chúng ta chỉ học về thiết kế kiến trúc của hệ thống, và các chương tiếp theo thì chúng ta sẽ học các kiểu thiết kế khác sau, được chưa? Thì ở đây cô giới thiệu cho các em từ trong cái bài mô hình là thiết kế thì có thiết kế về hệ thống này, thiết kế về kiến trúc hệ thống, thiết kế về kiến trúc phần mềm, xong rồi thiết kế về giao diện, thiết kế trải nghiệm người dùng UI, đấy, thiết kế về thủ tục, và sau đấy thì sẽ đến là mã hóa, được chưa? Vậy thì hôm nay chúng ta học thiết kế, nhưng mà thiết kế đầu tiên là thiết kế về kiến trúc hệ thống, được chưa? Vậy thì nội dung của bài hoạt động cơ bản trong tiến trình phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống, được chưa? Và trong thiết kế hệ thống thì có định nghĩa là thiết kế hệ thống là gì, và cô đưa ra quy trình thiết kế hệ thống cho các em. Sau đó thì chúng ta sẽ đến là phương pháp thiết kế hệ thống và tổng quan về các cái phương pháp thiết kế hệ thống, các cái tiêu chuẩn trong thiết kế tốt và các đặc trưng của các cái phương pháp thiết kế. Vậy thì hoạt động cơ bản này thì là các hoạt động cơ bản trong tiến trình phân tích thiết kế, phân tích hệ thống thì chúng ta trải qua một số bước. Trong đấy là chúng ta sẽ bước đầu tiên sẽ là bước xác định nhu cầu, được chưa? Vậy thì người phân tích giúp khách hàng xác định ra các cái mục tiêu của hệ thống, và người phân tích phải phân biệt được giữa nhu cầu của khách hàng và điều mong muốn của khách hàng. Để khi mà các cái mục tiêu tổng thể đã được xác định thì người phân tích chuyển sang việc đánh giá các cái thông tin phụ. Và người phân tích sẽ giúp cho khách hàng trong việc xác định các cái mục tiêu của hệ thống là thông tin nào cần phải tạo ra. Đấy, đi tìm hiểu cái luồng thông tin đầu vào đầu ra, thông tin nào được cung cấp và cần những cái ràng buộc gì về hiệu suất, hay là cần có những cái chức năng gì. Và người phân tích phải phân biệt được rõ giữa nhu cầu của khách hàng, tức là những cái tính năng chủ chốt cho sự thành công của hệ thống, và những cái điều mong muốn. Nhu cầu là những cái tính năng cốt lõi, còn điều mong muốn là những cái tính năng phụ bổ sung thêm, được chưa ạ? Các em chờ tí nhé, còn để chế độ waiting room. Rồi. Một khi mà chúng ta đã xác định ra được các cái mục tiêu tổng thể, hay là nắm được những cái chức năng cốt lõi, thì chúng ta chuyển sang cái việc đánh giá các cái thông tin phụ, như là chúng ta đánh giá về việc là công nghệ có công nghệ mới hiện hành có thỏa mãn để xây dựng được hệ thống hay không, hay là cần có những cái tài nguyên chế tạo và phát triển đặc biệt nào, và cần phải giới hạn nào về chi phí và lịch biểu, được chưa? Tức là chúng ta xác định các cái ràng buộc cho dự án đấy. Và bước thứ hai là chúng ta đi tìm hiểu và nghiên cứu tính khả thi. Thì nghiên cứu tính khả thi thì chúng ta cũng có nhiều cái mặt, nhiều các cái khía cạnh để mà chúng ta nghiên cứu. Thứ nhất là khả thi về kinh tế,
Vậy thì khả thi về kinh tế là đánh giá về chi phí phát triển cần phải cân xứng với lợi tức cuối cùng hay lợi ích mà hệ thống được xây dựng đem lại. Được chưa ạ? Ví dụ như là một cái dự án mà chúng ta xây dựng thì chúng ta phải đánh giá được mục tiêu, phải dựa trên mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn của công ty để mà đưa ra một cái mức chi phí hợp lý cho phần mềm, để khi mà phần mềm khấu hao hết vòng đời thì là chúng ta có thể bảo trì nâng cấp hoặc là chúng ta có thể là chuyển công nghệ mới. Được chưa? Thì ở đây chúng ta xem là gắn với cái lợi tức của công ty, xem là cái mức kinh tế cung cấp cho phần mềm là đủ chưa. Nhưng mà ngoài cái việc là gắn với cái mức lợi tức của công ty rồi và biết được cái lợi và cái mức chi phí rồi, nhưng còn phải phù hợp với lại cái công ty mà mình đặt sản phẩm nữa, bởi vì là mình biết cho mình nhưng mà cũng phải với cái mức mà công ty có sản phẩm hay không. Đấy còn là sự thương lượng với khách hàng trong cái quá trình nghiên cứu khả thi và về kinh tế, được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu và xem là nó khả thi về kỹ thuật hay không, được chưa? Vậy thì đã nói đến kỹ thuật thì chúng ta phải nhắc đến các cái công nghệ, đúng không ạ? Các cái yếu tố công nghệ, nhắc đến cái yếu tố là các cái yếu tố về công nghệ là chính, và các cái ràng buộc về hiệu suất, về chức năng, và có thể ảnh hưởng tới cái khả năng là đạt tới một cái hệ thống nó có thể chấp nhận được hay không. Bởi vì sao cô nói đến công nghệ ở trong cái phần yếu tố kỹ thuật này ạ? Bởi vì ví dụ như là chức năng của khách hàng đấy thì mình xem là các cái tool công cụ có hỗ trợ khách hàng được hay không, hay là không hỗ trợ mà mình phải xây dựng lại từ đầu. Nếu mà cái chức năng đấy mà phải xây dựng lại từ đầu thì rõ ràng là chi phí nó sẽ đắt hơn cái việc là chi phí mà mình sử dụng cái công cụ, mình mua về các cái công cụ mình sử dụng là nó đã có sẵn các cái chức năng, các cái yêu cầu đấy rồi, chưa? Đấy. Các em thấy được rằng là các cái công ty mà phát triển các cái công cụ lập trình hoặc là các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu ấy, nó vẫn cải tiến sản phẩm, nó vẫn tập trung vào phát triển sản phẩm, và đặc biệt là nó có những cái phiên bản mới ra đời, bởi vì là nó có nguồn kinh tế để nuôi cho cái việc này. Vậy thì nó lấy cái nguồn kinh tế ở đâu? Chính là cái nguồn kinh tế về việc bán sản phẩm về cái tool công cụ lập trình này, để cái người kỹ thuật viên ở bên kỹ sư phần mềm không phải mất nhiều công sức mà vẫn có được cái độ đòi hỏi về hiệu suất, về bảo mật chấp nhận được với khách hàng, được chưa ạ? Và ở đây này, ở đây thì chúng ta có là mọi dự án nó đều có những cái nguồn tài nguyên hữu hạn mà phải đảm bảo đúng ngày bàn giao. Do vậy mà cái việc mà ta phải xem mức kinh tế như vậy lại còn phải trong cái thời hạn mà mình đã ký hợp đồng với bên khách hàng, thì nó nó còn phải xét xem cả rủi ro. Phải khi đi nghiên cứu khả thi này thì chúng ta cũng phải phân tích trên các cái rủi ro, ví dụ như là có sẵn tài nguyên hay không. Tài nguyên ở đây bao gồm là tài nguyên về nhân lực, tức là tài nguyên về nhân sự đấy, và còn có các tài nguyên khác như là tài nguyên về phần cứng, tài nguyên về các cái tool công cụ lập trình hay là phần mềm, và xét các cái tài nguyên là có sẵn sàng hay không, và công nghệ mà thế giới đang sử dụng đấy có hỗ trợ được cho hệ thống hay chưa, được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta có cái bước thứ hai là cái khả thi tiếp theo là cái khả thi về hợp pháp và cái khả thi về phương án.
Vậy thì khả thi luật pháp là gì? Tức là quy định của pháp luật về sự xâm phạm, vi phạm hay là khó khăn nào có thể gây ra từ cái việc là xây dựng hệ thống. Tính khả thi về pháp lý thì bao gồm một phạm vi rộng các cái mối quan tâm, kể cả về hợp đồng, xem là cái việc là ký kết hợp đồng như vậy là đã đúng pháp luật hay chưa, và nghĩa vụ pháp lý của việc đó là đúng hay chưa, và cái việc đánh giá sai trong cái giai đoạn này cũng có thể là một thảm họa. Và cái khả thi về phương án thì là đánh giá phương án khả thi đã xác định để tiếp cận đến xây dựng hệ thống, thì mức độ của các cái phương án được xem xét tới thường là bị ràng buộc bởi các cái chi phí về đưa ra rất là nhiều phương án, và cùng với khách hàng là trao đổi thương thuyết, và cuối cùng là đi đến là chọn phương án phù hợp trong từng giai đoạn, được chưa, xem là có khả thi hay không. Và bước thứ ba là mô hình hóa hệ thống, thì là ở đây cô đã nói rõ rồi, tức là khách hàng ký kết dựa trên các cái bản hợp đồng mà dựa trên cái việc phân tích yêu cầu để mà định giá cho sản phẩm. Vậy thì khách hàng khi mà ký hợp đồng thì chưa hề nhìn thấy được cái hệ thống nó như thế nào cả, chỉ biết là các cái ràng buộc về chức năng và yếu tố cốt lõi để ký hợp đồng, thì là lúc đấy thì là khách hàng nó chưa welcome lắm, chưa hài lòng lắm. Nên là chúng ta cần phải có một cái bước ở trong cái việc đưa vào hợp đồng ấy, để chúng ta đưa một số cái biểu đồ như biểu đồ UK hay là một số cái biểu đồ khác vào trong hợp đồng làm cái phụ lục đấy, thì là để thương thuyết được với khách. Thì cái đấy muốn tạo ra thì chúng ta phải có một cái bước nữa, cái là bước mô hình hóa hệ thống. Vậy thì cái việc mô hình hóa hệ thống này chính là bước là thiết kế ra cơ sở dữ liệu, chủ yếu là như vậy. Và sau cái bước phân tích yêu cầu thì chúng ta có thiết kế về nhiều các cái hoạt động khác trong hệ thống, ví dụ như là mô hình hóa và mô phỏng hệ thống được sử dụng để loại bỏ các cái điều bất ngờ khi xây dựng hệ thống. Thì ở đây chúng ta có nhiều cái hướng. Hướng thứ nhất là hướng mà lâu nay thì các cái nhà phân tích hệ thống vẫn làm, đấy là dựa theo hướng cấu trúc. Và gần đây thì là các nhà phân tích hệ thống thì lại dựa trên hướng là hướng đối tượng. Vậy thì cái việc mô hình hóa này nó mô phỏng hệ thống và nó sử dụng các cái công cụ CASE, tức là những computer aided software engineering, tức là công cụ mà dựa trên kỹ nghệ phần mềm, dựa trên các cái cách là sử dụng máy tính đấy, được áp dụng trong cái tiến trình kỹ nghệ hệ thống. Vậy thì các cái yếu tố của mô hình phân tích thì chúng ta có là có hướng có biểu đồ lớp này, xây dựng biểu đồ lớp này cho hướng đối tượng này, xây dựng mô hình luồng này, luồng dữ liệu hay là vân vân này, đấy là cho hướng chức năng này, rồi đến mô hình behavior via viral, behavioral, tức là ở đây có biểu đồ trạng thái và biểu đồ tuần tự này. Thì cái này là biểu đồ để mà xây dựng ra các cái trạng thái về hệ thống, được chưa? Và một biểu đồ nữa là biểu đồ dựa trên kịch bản như là UK này hay là những cái câu chuyện người dùng này. Đấy. Thì bốn cái loại các cái mô hình này đều hỗ trợ cho cái việc là mô hình hóa hệ thống, được chưa? Vậy thì cô sẽ cùng với các em để hiểu rõ các cái loại mô hình này sau. Nhưng mà ở đây cô muốn giới thiệu là hướng cấu trúc này là nó dựa trên là xem xét về mặt dữ liệu, được chưa? Về quá trình biến đổi dữ liệu như là những cái thực thể riêng của dữ liệu của cái bảng đấy, đấy. Thì nó là dựa trên quá trình là xem xét dữ liệu đầu ra đầu vào này, quá trình xử lý này, để biến đổi dữ liệu này. Đấy, thì là cái hướng cấu trúc là hướng dựa trên dữ liệu. Và các cái đối tượng dữ liệu, cái đối tượng dữ liệu được mô phỏng theo cách là định nghĩa các cái thuộc tính và mối quan hệ giữa chúng. Và quá trình
thao tác cái đối tượng dữ liệu thì được mô phỏng cho thấy cách mà chúng chuyển đổi dữ liệu như là các cái đối tượng được dữ liệu được truyền qua hệ thống trong thông qua cái luồng chảy trong cái chức năng đấy. Và trong hình đấy là biểu đồ luồng, được chưa? Biểu đồ luồng. Và cái hướng phân tích đối tượng này là tập trung trên việc định nghĩa các lớp, được chưa? Các cái lớp thực thể, các cái lớp đối tượng, được chưa? Và cách mà các cái lớp đấy cộng tác với các cái đối tượng khác để mà thực hiện yêu cầu của khách hàng, được chưa? Và ở đây thì chúng ta thấy là ngôn ngữ mà các em học trong cái môn này là UML, chủ yếu là cái hướng đối tượng, được chưa? Và nói như vậy có nghĩa là UML nó hỗ trợ cả các cái mô hình của các cái hướng cấu trúc nữa, chứ không phải là mình hướng đối tượng, tức là chủ yếu là dựa trên hướng đối tượng, được chưa? Nhưng mà nó vẫn phục vụ một số các cái mô hình mà có thể dùng được cả trong hướng cấu trúc, được chưa? Đấy, thì trong hình trên là mỗi cái yếu tố trong cái mô hình hóa ấy, nó yêu cầu cần trình bày vấn đề yêu cầu của phần mềm theo cách nhìn, theo các cái cách nhìn và các cái quan điểm khác nhau. Mô hình dựa trên kịch bản ấy là mô hình các cái đây này, mô hình dựa trên kịch bản đấy các em này. Đấy, mô hình dựa trên kịch bản là mô tả cái cách mà người dùng tương tác với hệ thống và cái trình tự cụ thể của các cái hoạt động xảy ra khi phần mềm được sử dụng. Tức là nó nói đến là nó cái mô hình hình hướng kịch bản này này, nó nói đến cái việc là mô tả các cái câu chuyện người dùng hoặc là xem xét các cái hoạt động của bên khách hàng để mô phỏng lại, tức là cái quan sát các cái quá trình hoạt động của cái chức năng nghiệp vụ, xem là các cái chức năng nghiệp vụ như vậy nó quy trình hoạt động như thế nào để mà chúng ta áp b cái quy trình đấy từ trong thực tế bên khách hàng b vào để mà chúng ta đưa thành những cái quy trình phần mềm, những quy trình hoạt động của phần mềm để xem là phần mềm nó hoạt động theo cái quy trình như vậy thì đã đáp ứng được đúng và sát với thực tế hay chưa, được chưa? Và ở đây thì chúng ta sẽ có là cái đấy là các cái mô hình kịch bản là chức năng này, use case là chức năng này, user story này, use case này, user story này, tức là câu chuyện người dùng này, mô phỏng dưới dạng là ngôn ngữ hoặc là kịch bản hoặc là các kiểu là ở trước chương trước là cô đã nói rồi, được chưa? Và cái tiếp theo đấy chính là mô hình lớp. Vậy thì mô hình lớp thì là các cái đối tượng mà hệ thống sẽ thao tác và các cái hành vi hay là các cái phương thức của lớp ấy sẽ được thao tác lên các cái đối tượng, không những là đối tượng của lớp mà còn là đối tượng của các cái lớp khác nữa. Và khi mà nó thao tác ở trên đối tượng của các cái lớp khác thì nó phải có cái mối liên quan hệ giữa các cái đối tượng với nhau và các cái cộng tác giữa các cái lớp với nhau, được chưa? Và ở đây góc cuối cùng đấy là mô hình hành vi. Mô hình hành vi thì nó mô tả các cái hành vi bên ngoài thay đổi trạng thái của hệ thống hoặc là các cái lớp bên trong. Và cuối cùng là và mô hình luồng thì là miêu tả hệ thống khi mà chuyển đổi thông tin, mô tả các cái đối tượng dữ liệu được chuyển đổi khi mà chúng chuyển từ chức năng này sang chức năng khác. Đấy là luồng dữ liệu. Và ở đây cô đã giới thiệu qua với các em thì là ở đây chúng ta có chủ yếu là bốn cái loại mô hình hóa, được chưa? Bốn cái loại mô hình hóa để tạo bốn các loại mô hình mà là sản phẩm đầu ra của quá trình mô hình hóa hệ thống, được chưa? Mô hình hóa hệ thống thì cho ra được bốn cái sản phẩm là bốn cái loại mô hình, được chưa? Đấy. Thì ở đây nếu như mà bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn về các cái biểu đồ này, các cái biểu đồ này thì là UML, tức là ngôn ngữ UML diagram đấy. Đấy. Thì là ở đây các em biết được rằng là
Umbrella diagram thì tài liệu chủ yếu là cô đưa ra đây là tài liệu chủ yếu là tiếng Anh trên một cái trang, đấy là trang Smart Around. Tức là trang này là cái trang mà chuyên về về cung cấp các cái phần mềm để sử dụng để thiết kế các cái biểu đồ trong UML, được chưa? Hoặc là nếu mà bạn nào mà không dùng Smart Draw thì có thể dùng draw.io, em vào hai cái trang đấy, trang nào cũng được, được chưa? Thì trong các trang đấy thì có một số các cái biểu đồ chức năng là biểu đồ UK, biểu đồ hoạt động là biểu đồ activity, biểu đồ lớp là class diagram và biểu đồ tuần tự là sequence diagram, được chưa? Thì ở đây cô chỉ giới thiệu đường link để các em tìm đến bốn cái loại tài biểu đồ này để mà đọc, được chưa? Và trong quá trình các em đọc và tìm hiểu để tạo ra sản phẩm của quá trình mô hình hóa hệ thống ấy, thì các em có thể là trao đổi lại với cô là dựa trên cái tài liệu này thì các em đọc nhưng mà chỗ nào chưa rõ ràng thì có thể là gửi thư hỏi cô và cô sẽ trả lời, được chưa? Cô luôn luôn là check mail và cô trả lời rất là nhanh thôi, được chưa? Đấy, thì các em cố gắng nhé, cố gắng đọc tài liệu bằng tiếng Anh cho quen đi, bởi vì các em đầu ra chuẩn đầu ra các em phải thi TOEIC cơ mà, đúng không ạ? Đấy, thì các em cứ luyện dần bằng cách là đọc tài liệu tiếng Anh thì các em sẽ nâng cao trình độ tiếng Anh hơn mà lại học được về chuyên môn, được chưa? Vậy thì cái việc mô hình hóa hệ thống cho ra được các cái bản thiết kế về hệ thống, trong các cái bản thiết kế hệ thống này người ta dựa trên nhiều hướng, được chưa? Và đây các em nhớ cho cô là có hai cái phương pháp phân tích chính. Thứ nhất là phương pháp dựa trên chức năng hay còn gọi là phân tích cấu trúc, và một phương pháp dựa trên đối tượng hay còn gọi là phân tích hướng đối tượng, được chưa? Tùy vào chức năng hay hướng đối tượng mà chúng ta sẽ có các cái biểu đồ sản phẩm đầu ra của quá trình mô hình hóa hệ thống, được chưa? Này. Và sau khi mô hình hóa được hệ thống thì chúng ta đặc tả ra cái hệ thống, được chưa? Đấy, đặc tả ra hệ thống nó là một cái tài liệu làm nền tảng cho kỹ nghệ phần cứng và kỹ nghệ phần mềm cũng như là kỹ nghệ cơ sở dữ liệu và kỹ nghệ con người. Thì ở đây chúng ta có là có cả khi mà có được cái bản đặc tả hệ thống thì là chúng ta biết được rằng là trong cái bản đặc tả hệ thống này, trong cái bản đặc tả hệ thống này thì là nó đặc tả về cái các cái yêu cầu về phần cứng cũng như phần mềm, hay là nó chỉ ra được cái việc mô hình hóa cơ sở dữ liệu và cái việc là phân tích và đánh giá các cái nhân đội ngũ nhân sự cần thiết cho phần mềm, và chúng ta thậm chí là có thể là lên kế hoạch cho các cái nhân sự tạo thành các cái nhóm khác nhau chuyên biệt về từng chức năng khác nhau, và các cái đội ngũ từ quản lý cho đến nhân sự cấp thấp hơn, được chưa? Và đây thì chúng ta nhờ có cái bản đặc tả hệ thống này, để cái bản này nó sẽ mô tả về chức năng và hiệu suất của hệ thống cũng như là các cái ràng buộc về hệ thống, nó quy định cả giới hạn cho cái từng phần tử của hệ thống. Thì chúng ta biết được rồi, hệ thống có thể là một hệ thống rất là lớn, nó bao gồm rất nhiều các cái phân hệ, và vấn đề là chúng ta phải đồng bộ hóa cho tất cả cái phân hệ trong một hệ thống, và trong quá trình như vậy thì chúng ta phải quy định cả giới hạn cho từng cái phân hệ phần tử của hệ thống, thì chúng ta có thể gọi là phân hệ cũng được, được chưa? Đấy. Và mô tả thông tin, thông tin luồng thông tin chảy trong hệ thống, mô tả thông tin thì có cả là dữ liệu và điều khiển, được chưa? Đấy, là chỉ cái đầu vào đầu ra của hệ thống. Vậy thì đặc tả hệ thống nó cũng giống như các cái loại đặc tả về yêu cầu mà chúng ta tìm hiểu ở cái bài trước. Bài trước là sau khi đặc tả về yêu cầu thì chúng ta cũng có quá trình thẩm định, quá trình xét duyệt và quá trình thương lượng với bên khách hàng. Thì cái bản đặc tả hệ thống này chúng ta cũng cần phải xét duyệt đặc tả, nhưng mà chúng ta không cần phải có sự tham gia của bên khách hàng vào đây nữa, bởi vì ở đây thì nó chủ yếu là
là cái sản phẩm nội bộ ở trong cái nhóm kỹ sư phần mềm thôi. Còn cái mà đưa ra tới người dùng ấy, để mà cùng lựa chọn với người dùng ấy, là các cái mô hình hóa đấy, thì là tùy theo từng cái mô hình tùy theo từng cái mô hình áp dụng của phần mềm, ví dụ như là mô hình xoắn ốc hay là mô hình xoắn ốc win-win. Thì ở đây là cái ngoài cái xoắn ốc win-win thì hầu như là các cái bước thiết kế là nội bộ trong công ty thôi, được chưa ạ? Và không trình bày đến các cái thiết kế này với bên khách hàng, được chưa ạ? Còn nếu như mà dựa trên cái mô hình mình win-win ấy, thì là chúng ta có một cái bước bổ sung vào, đấy là cái bước là ngay sau pha phân tích yêu cầu thì chúng ta có một số các cái thiết kế như là thiết kế về trải nghiệm người dùng. Để ở đây chúng ta có một số thiết kế, đấy là thiết kế là có thể là thảo luận trao đổi với khách, và không thì chúng ta có một số cái tài liệu về mô hình hóa hệ thống như là các cái tài liệu về yêu cây là chức năng đấy. Thì một số các cái yêu cầu, một số cái tài liệu đặc tả như vậy thì tùy theo từng mô hình mà chúng ta có thể là bàn bạc với bên khách hay không. Thì là cái bản, còn cái việc sắp xếp hệ thống này thì là nó tổ chức các cái cuộc họp cả hai bên, là cuộc họp được tiến hành trong cái giai đoạn là đưa ra các quan điểm quản lý áp dụng cho hệ thống và tiến hành đánh giá kỹ thuật với các cái phần tử và chức năng của hệ thống. Thì cái cuộc họp này thì trong các cái quy trình Scrum nó cũng có, và trong cái cuộc họp này thì là nó có các cái bên, các cái đấy là bên đội ngũ kỹ sư phân tích phần mềm và các cái stakeholder đấy, thì là áp dụng cho mô hình Scrum đấy, thì là nó có như vậy. Còn cái mục tiêu của cuộc họp là gì? Chúng ta phải đảm bảo được tính đúng đắn của phạm vi dự án, chức năng, về hiệu suất và về giao diện. Còn còn cái phân tích rủi ro môi trường và tính khả thi, người phát triển và khách hàng có thể cùng cảm nhận về mục tiêu hệ thống. Tức là ở đây chúng ta hiểu được là tài liệu đặc tả hệ thống ấy, thì không phải là tài liệu nào cũng đem ra xét duyệt được, đúng không ạ? Nó còn phải đảm bảo tính nội bộ của công ty nữa. Nếu như mà công ty mà có những cái sản phẩm cốt lõi của mình mà có cùng với cái mục tiêu của bên sản phẩm mà khách hàng đặt hàng, thì rõ ràng là chúng ta không thể đưa hết ra được. Mà cái đặc tả hệ thống này thì mình chỉ là một số các cái tài liệu mình có thể xét duyệt cùng khách hàng thôi, được chưa? Còn một số các cái tài liệu thì phải xét duyệt trong nội bộ của công ty, được chưa? Còn những cái tài liệu nào mà đưa ra xét duyệt với khách hàng thì cô đã nói lúc trước rồi, được chưa? Đấy, như là UK này, hay là như là mô hình hóa về chức năng thì là UK này, mà không thì là UX, UI này, một số các cái như vậy thì là mình có thể xét duyệt cùng với khách hàng. Còn những cái thiết kế về kiến trúc hệ thống, hoặc là những cái ràng buộc về phần cứng phần mềm, hay là chi phí dự án, hay là hiệu suất, thì chúng ta cũng là có thể là xét duyệt với bên khách hàng. Nhưng một số các cái thiết kế như thiết kế về như là thiết kế về các cái biểu đồ lớp chẳng hạn, hay là biểu đồ, một số các cái biểu đồ về một số các biểu đồ khác, thì là chúng ta là không đưa sang để bàn bạc với khách, bởi khách hàng là người mà cũng không hiểu được về tin học nhiều. Nếu mà hiểu thì người ta đã có thể là xây dựng được rồi, nhưng mà chưa hiểu nhiều. Do vậy mà một số các cái đấy có đưa ra mà thẩm định với lại bên khách hàng thì cũng không có ý nghĩa gì, mà ngược lại là làm ảnh hưởng đến các cái tính bảo mật sản phẩm của công ty, được chưa? Đấy, thì đấy là cái việc xét duyệt đặc tả hệ thống. Nó còn về khía cạnh quản lý, thì tại cái giai đoạn đánh giá kỹ thuật thì trong cái nhiệm vụ phân tích thì cần phải đều đặn trả lời các câu hỏi như là nhu cầu kinh doanh của hãng có được thiết lập chưa, và luận chứng hệ thống có nghĩa không. Ở đây thì các em có nhớ là trong
trong cái việc là đi phân tích thì là chúng ta sẽ xem xét cái việc mà cái mục tiêu của sản phẩm nó có phù hợp với lại các cái định hướng lâu dài của công ty hay không ấy. Đấy các em có nhớ không ạ? Và cô cũng nói với các em là trong trong cái buổi học trước ấy, trong cái đấy thì là nếu như mà nhiều công ty là còn phải khi mà khách hàng đặt hợp đồng ấy, nhiều công ty còn phải trích một số phần trăm nào đấy để trả cho bên khách, để là bên khách có thể là đưa ra những cái đội ngũ nhân sự về nghiệp vụ để cùng phân tích với bên khách hàng, với bên kỹ sư phân tích phần mềm. Và sau này thì cái phần mềm xây dựng cho công ty có thể là cho khách hàng, có thể là chúng ta sẽ dựa trên đấy để xây dựng ra một cái sản phẩm riêng cho công ty và bán lại cho nhiều các cái công ty khác nữa, đúng không ạ? Nên là người ta phải trả trích ra một số phần trăm để trả một số cái tiền cho bên khách hàng để mà phục vụ cho cái đội ngũ về nghiệp vụ đấy. Thì ở đây là chúng ta xem là cái phần mềm đấy có đáp ứng cái nhu cầu kinh doanh của công ty hay không. Công ty này là công ty sản xuất phần mềm nhé. Và hệ thống nó có được công ty sản xuất phần mềm tái sử dụng được hay không? Và nó có định là phát triển trên cái mục tiêu lâu dài của công ty phần mềm hay không? Đấy. Và về khía cạnh quản lý thì chúng ta còn có thể là xét duyệt và đánh giá về các cái môi trường riêng cho hệ thống đã được mô tả hay không? Và những phương án nào được xem xét? Cũng như là các cái rủi ro phát triển cho từng phần tử trong hệ thống là gì? Và ở công ty thì có các cái tài nguyên sẵn có nào khi mà để mà định xây dựng hệ thống như vậy, và các cái giới hạn về chi phí cũng như là lịch biểu thì có ý nghĩa gì không. Đấy là về mặt khía cạnh quản lý, được chưa? Vậy thì xét duyệt đặt cả hệ thống thì về cái mức độ chi tiết trong cái giai đoạn đánh giá kỹ thuật, nó phải phụ thuộc cái mức độ chi tiết trong cái nhiệm vụ mà xác định ban đầu, nhưng mà phải bao gồm các cái vấn đề như là về chức năng của hệ thống này, về giao diện giữa các phần tử hệ thống với môi trường này, hay là về vấn đề là độ tin cậy, bảo mật và hiệu suất và bảo trì. Và ở đây là xem là xét duyệt xem là đặc tả hệ thống đấy đã cung cấp đủ nền tảng cho cái bước kỹ nghệ phần cứng và phần mềm tiếp sau hay không, được chưa? Thì cô lấy ví dụ như là cái việc là đặc tả hệ thống thì chúng ta đưa ra các cái bản mô hình, đấy là mô hình thực thể liên kết, hay là mô hình dữ liệu quan hệ, vân vân. Những cái mô hình để đưa ra phải đủ chi tiết để có thể là xây dựng ra được một cái file cơ sở dữ liệu dựa trên một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể chẳng hạn. Đấy là về đặc tả về dữ liệu, được chưa? Đấy. Ngoài ra thì chúng ta còn có các cái loại đặc tả khác nữa, thì là chúng ta sẽ xem cái mức độ chi tiết trong từng cái giai đoạn để mà xem là nó đã đủ cái bước kỹ nghệ như vậy, nó đã đủ cái độ chính xác, đủ cái độ mịn để mà cái bước tiếp theo sau nó rõ ràng và nó chỉ hiểu được theo một cái ý nghĩa duy nhất chứ không phải mang yếu tố là đa nghĩa, được chưa? Vậy thì sau khi đặt tả về hệ thống rồi thì chúng ta có một cái bước tiếp theo, đấy là chúng ta đi thiết kế. Vậy thì sau khi tìm hiểu về các cái đặc tả hệ thống rồi thì chúng ta đi tìm hiểu về cái quá trình thiết kế hệ thống là gì. Đấy. Ở đây chúng ta sau khi tìm hiểu về các cái hoạt động rồi, sau đi tìm hiểu về các cái hoạt động của cái việc cái thiết kế hệ thống rồi, và tìm hiểu là trong quá trình trong cái việc hoạt động như vậy thì chúng ta có những cái tài liệu đặc tả gì rồi, thì chúng ta đi tìm hiểu xem là cái việc thiết kế hệ thống nó là có cái nằm ở vị trí nào và quy trình là gì. Thì ở đây chúng ta có được rằng là cái thiết kế hệ thống nó là thiết kế cấu trúc phần cứng và cấu trúc phần mềm,
nó bao gồm cả chức năng và dữ liệu, và nó có thể được hệ thống thỏa mãn các cái yêu cầu đề ra, và có thể xem như là thiết kế kiến trúc là what, chứ không phải là thiết kế logic là how, được chưa? Và quy trình thiết kế hệ thống là phân chia mô hình, phân tích ra các cái hệ con và tìm ra sự tương tranh trong hệ thống. Thì ở đây chúng ta có là trong hệ thống thì nó có rất là nhiều các cái vấn đề tương tranh xảy ra. Chủ yếu cái sự tương tranh này là trên cái sự là tranh giành tài nguyên. Thì cái việc tranh giành tài nguyên này là kể cả tài nguyên về phần cứng và phần mềm. Thì ở đây chúng ta xem là tài nguyên về bộ nhớ này, tài nguyên về phần cứng có tài nguyên về bộ nhớ này, tài nguyên về CPU này, tài nguyên về phần mềm thì có một số cái như là cùng thao tác vào một cái file nào đấy, thì có thể là tương tác về tài nguyên về phần mềm là cái file dữ liệu, hoặc là cùng tương tác với tranh chấp với cái file cơ sở dữ liệu ở bên dưới chẳng hạn. Đấy thì là đấy là sự tương tranh, hoặc là cái việc là hai hệ thống, hai cái phân hệ mà cùng lúc thao tác vào một cái nội dung nào đấy, thì là nội dung của dữ liệu nào đấy ở bên dưới ấy. Thì là ví dụ như là một bên thì muốn xóa còn một bên thì muốn sửa đổi thì dữ liệu ở bên dưới đấy, thì là nó sẽ sử dụng, nó sẽ xử lý cái sự tranh chấp tài nguyên này như thế nào. Thì là phải chỉ ra được rõ cái sự cạnh tranh mà có thể xảy ra ở trong các cái phân hệ và chỉ ra hướng giải quyết, phải chưa? Và ở đây là nó còn phân bố các cái hệ con cho các cái bộ xử lý hoặc là các cái nhiệm vụ, phải chưa? Ở đây em này, em thấy được là cái quy trình của cái hoạt động cho việc phân tích hệ thống ấy, thì là chúng ta thấy được là nó cũng hơi giống và dựa trên cái việc phân tích yêu cầu. Đấy thì là ở đây thì đấy là phân tích rồi, phân tích hệ thống rồi, thì ra đi sang cái mục thiết kế hệ thống. Thì chúng ta thấy là phân tích hệ thống ở trước bao gồm là ba bước. Bước là mà xác định nhu cầu này, nghiên cứu khả thi này, mô hình hóa này, thì đến các cái sau các cái bước phân tích thì chúng ta sẽ có ra các cái tài liệu đặc tả, được chưa? Vậy thì cái tài liệu đặc tả là cái pha để phục vụ cho pha sau là pha thiết kế hệ thống. Vậy thì ở đây này chúng ta phải tìm xem là với cái đặc tả hệ thống mà cho ra ở cái bước phân tích ấy, thì chúng ta xem là phân bố chức năng cho các cái hệ con, được chưa? Tức là cái việc phân tích hệ thống thì tìm ra được chức năng của hệ thống, đâu là chức năng cốt lõi và đâu là cái chức năng bổ sung, là chức năng ngoài, được chưa? Thì ở đây sau khi mà đặt dựa trên cái biểu đồ UK, tức là biểu đồ phân tích chức năng ấy, thì chúng ta sẽ phân bố các cái chức năng này vào các cái hệ con, được chưa? Và nó cho các cái bộ xử lý hoặc là các cái phân bố các cái chức năng này vào các cái nhiệm vụ, các cái task ấy. Thì là các em có một cái khái niệm ở đây là task, đúng không ạ? Thì đợt trước khi Winoco cập nhật ấy, thì nó sẽ có một cái quản lý các cái task ở đây này, và không thì các em nhấn Ctrl nôn đen, tổ hợp phím Ctrl nôn đen như này này, thì các em sẽ thấy được là các cái task manager, được chưa? Đây này, các cái task manager là nó cũng quản lý các cái nhiệm vụ đây này. Đấy, các em nhấn Ctrl nôn đen nó sẽ ra, được chưa? Đấy, các em thấy chưa? Vậy là ở đây là nó quản lý các cái task ở trong các cái task ở trong các cái hệ thống, nó chia thành các cái task trong các cái phân hệ con. Thì ở đây là chúng ta nhìn thấy được là hệ điều hành đang quản lý rất nhiều task ở trong nó. Tức là gì? Mỗi một task thì là nó là cái việc là chạy một các cái
một các cái ứng dụng đây này. Đấy, được chưa? Đấy, Task Manager này. Đấy. Đấy, ví dụ như ở đây là có cái task quản lý các cái Excel này, PowerPoint này, Word này, hay là Windows Explorer này, được chưa? Vậy thì ở đây là các em sẽ hiểu như thế nào? Các em sẽ hỏi cô là như vậy thì mỗi task là một ứng dụng chạy trong hệ thống có phải không cô? Mỗi phân hệ thì là mỗi một cái hệ con. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là mỗi một hệ con, một phân hệ ấy, mỗi một hệ con ấy là một cái ứng dụng nó chạy trong một cái hệ thống có đồng bộ với nhau. Thì các em sẽ hỏi cô là vậy thì có phải là mỗi task là một chương trình ứng dụng không cô? Mỗi một task thì có tức là một cái chương trình ứng dụng chạy hay không? Ở đây các em để hiểu cho cô này. Ví dụ như ở đây nhá, cô có hai cái file PowerPoint khác nhau, được chưa? Ở đây cô có hai cái file PowerPoint này, cô mở cùng một lúc hai cái file PowerPoint này. Thì ở đây này, ở đây là chúng ta sẽ có một cái ứng dụng là ứng dụng PowerPoint được bật lên đấy, nhưng mà chúng ta lại xử lý trên hai cái task khác nhau. Mỗi task thì là mỗi task thì là nó xử lý một cái file, được chưa? Ở đây là lúc trước là cái gì nhỉ? Control đen này, tôi xem lại này. Task Manager này. Đây, đây. Ở đây là nó sẽ có xử lý này. Đấy. Đây. Nó chạy trên hai cái khác nhau này. Hai file chạy trên hai cái khác nhau. Được chưa? Cùng là một file. Rồi. Đấy, cùng đấy là cách xử lý của từng, tức là cái task đấy nó phụ thuộc vào cái cách xử lý của bên hệ điều hành và của ứng dụng nữa, được chưa? Vậy thì ở đây này, người ta phân bố cho là hệ con nào nó chạy trên task nào, được chưa? Hệ con nào nó chạy trên task nào, đấy. Và ở đây thì là các cái hệ con thì có thể là tương tác với, có thể được sử dụng ra từ một cái hệ thống chính, được chưa? Tức là có một cái hệ thống chính có thể gọi lên các cái hệ con ra để làm việc, và nó có bảo mật cho từng cái hệ con, cho phép bảo mật về dữ liệu của các hệ con ở bên dưới, được chưa? Thì là ở đây các em hiểu được là cái việc thiết kế hệ thống thì chúng ta phải phân bố được các cái nhiệm vụ cho từng các cái hệ con, và phân bố này nó bao gồm là phân bố về cả về bộ xử lý và các cái nhiệm vụ của các cái phân hệ nữa, được chưa? Đấy. Thì ở đây là chúng ta sẽ có là cái việc là thiết kế hệ thống, thì ngoài việc là tìm sự tương canh giữa các cái phân hệ này, phân bố các cái phân hệ, phân bố về tài nguyên cũng như là chức năng cho các cái phân hệ này và phát triển, thì chúng còn có cái việc đó là phát triển thiết kế giao diện này. Đấy, phát triển thiết kế giao diện này, thì là ở cái quá trình thiết kế giao diện thì chúng ta có thể là thiết kế giao diện cho các cái chức năng trong các cái phân hệ và các cái chức năng trong cùng một phân hệ, được chưa? Và ở đây là chúng ta sẽ chọn chiến lược cài đặt quản trị dữ liệu. Thì ở đây các em để ý cho cô này là ứng dụng ấy, khi mà người dùng dùng ứng dụng ấy là người dùng truy cập đến giao diện của ứng dụng, được chưa? Giao diện của ứng dụng khi mà được sử dụng ấy thì nó sẽ cho phép người dùng là truy xuất đến cái chức năng xử lý của cái máy chủ ở bên máy chủ về ứng dụng ấy. Đấy. Sau đấy thì là cái máy chủ ứng dụng này khi xử lý ấy, thì nó sẽ gọi đến các cái dữ liệu. Về xử lý thì phải xử lý trên dữ liệu mà. Đấy, dữ liệu đấy hoặc là dữ liệu mà người dùng nhập vào, hoặc là dữ liệu cũng có thể là dữ liệu lấy ra từ file cơ sở lưu ở file cơ sở hệ thống, cơ sở dữ liệu của hệ thống. Đấy, vậy thì ở đây cái việc mà chỉ xử lý dữ liệu dựa trên cái thông tin người dùng cung cấp thì là chưa đủ, mà chúng ta vẫn còn phải xử lý để lưu được cái dữ liệu ở phía bên dưới. Do vậy mà chúng ta phải đưa ra được cái chiến lược là chọn cái
chọn cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào. Đấy là chiến lược về cài đặt quản trị dữ liệu. Và trong cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu đấy thì nó có những cái công nghệ gì nó hỗ trợ cho cái việc là lưu trữ dữ liệu trên hệ thống mà chúng ta đang xây dựng, hoặc là backup, hoặc là recover, hoặc là các cái thao tác khác về dữ liệu, được chưa ạ? Ví dụ như là về ngân hàng này thì là cái tính bảo mật và đồng bộ là phải vô cùng cao đấy. Do vậy mà khi mà thiết kế chiến lược cài đặt quản trị ấy, thì chúng ta phải sử dụng một cái hệ quản trị nào đó nó hỗ trợ quá trình rollback, tức là gì, tức là cái nhiệm vụ này mà đang làm mà hệ thống bị ngắt về lỗi mạng, hoặc là ngắt về chập điện, hoặc là ngắt về cái gì thì không biết, nhưng mà đang giao dịch mà bị ngắt thì phải có một cái cơ chế để rollback lại để nó xử lý lại từ đầu, tránh cái việc là đang xử lý làm cho cái, nếu mà đang xử lý mà đã lưu rồi mà chưa xong mà đã lưu rồi thì là nó làm cho cái việc đồng bộ dữ liệu giữa các cái phân hệ là không ổn, từ cái chi nhánh chính cập nhật lại dữ liệu tới các cái chi nhánh con, hoặc là dữ liệu đẩy từ chi nhánh con đẩy lên hệ thống của chi nhánh chính chẳng hạn. Đấy, thì các cái quá trình như vậy vì là bên ngân hàng nên là nó phải có cái sự an toàn về dữ liệu bằng cách là phải có các cái cơ chế rollback trước khi mà đẩy đi hoặc đẩy về dữ liệu lên máy chủ, hoặc là đẩy dữ liệu về, được chưa? Đấy gọi là cái chiến lược cài đặt quản trị dữ liệu. Thì ở đây các em thấy là cái việc thiết kế, là nhiệm vụ của thiết kế hệ thống là nhiệm vụ rất là nặng nề, và phải là một người có tầm nhìn cũng như là một người có kinh nghiệm về cái việc xây dựng phần mềm lâu năm rồi thì mới làm được cái quá trình thiết kế hệ thống này. Bởi vì một anh mà thiết kế hệ thống tồi dẫn đến là một sản phẩm sẽ dẫn đến một cái sản phẩm ứng dụng tồi, không đủ về cái mức độ là có khả năng bảo trì, hay là không đủ về cái mức độ là có khả năng nâng cấp, mà chỉ là phần mềm dùng mà không được đội ngũ chăm sóc khách hàng hỗ trợ đấy. Này, thì ở đây là cái pha thiết kế hệ thống này phải dành cho những cái anh kỹ sư hệ thống có kinh nghiệm lâu năm và có cái tầm nhìn tốt, cũng như là có cái sự am hiểu về công nghệ và sự am hiểu về công nghệ phần mềm, về công cụ lập trình cũng như là hệ quản trị cơ sở dữ liệu rất là cụ thể rõ ràng, thì mới có thể đưa ra được một bản thiết kế hợp lý. Và từ cái bản thiết kế đấy thì cái đội ngũ kỹ sư bên cài đặt có thể dựa trên bản thiết kế đấy mà có thể là cài đặt tự động ra được hệ thống. Thì ở đây nếu như mà các em mà muốn tìm hiểu sâu về cái việc là thiết kế hệ thống này, thậm chí là các em nên tìm hiểu kể cả về các cái sơ đồ, các cái biểu đồ thành phần component ấy, để trong UML ấy, hoặc là các biểu đồ class ấy, biểu đồ thành phần đấy, thì em thấy là trên thế giới ấy, nó đã cung cấp các cái chức năng đấy là thiết kế ra cái biểu đồ thành phần và thiết kế ra biểu đồ lớp, thì đưa vào một cái phần mềm nào đấy thì nó sẽ tự động sinh ra code cho chúng ta, và chúng ta sẽ không sợ lỗi về hệ thống nữa. Mà khi mà tự động sinh ra code như vậy thì các cái chức năng con, các cái phương thức chức năng con ấy sẽ giao cho từng cái nhóm làm, và chỉ việc tích hợp vào trong cái hệ thống mà đã ra nó code đấy thôi, được chưa? Các em cứ tìm hiểu một số cái phần mềm cho phép mà ra code tự động từ các bản thiết kế, thì là các em sẽ thấy ví dụ như Visual Paradigm nó cũng hỗ trợ cái này, được chưa? Visual Paradigm là từ cái bộ, thậm chí là nó tích hợp cả trong các cái công cụ lập trình khác nữa, nhưng mà bây giờ thì hầu như là cái việc mà gen code tự động từ cái bản thiết kế ấy, thì hầu hết phải trả tiền, nó chỉ gen code về cái kiến trúc của hệ thống thôi, chứ còn các cái chức năng cụ thể cài đặt như thế nào thì là bên lập trình vẫn phải phân chia cho từng các cái thành viên trong team, được chưa? Nè, vậy thì cái việc thiết kế hệ thống ngoài các cái việc trên thì còn
có việc nữa là đấy là tìm ra nguồn tài nguyên chung. Nguồn tài nguyên chung này bao gồm cái gì? Nguồn tài nguyên chung này bao gồm các cái tài nguyên về phần mềm, hoặc là các cái ví dụ như là cái tài nguyên về các cái file, hoặc là cũng có thể là tài nguyên chung là tài nguyên chung về các cái biến. Thì ở đây chúng ta sẽ có là ở đây là có những cái biến chung là biến static ấy, nó có thể sử dụng trong nhiều các cái nhiều các cái class, nó có thể cùng sử dụng các cái biến chung đấy, hoặc là cái tài nguyên chung, tìm ra được cái tài nguyên chung đấy trong cái quá trình thiết kế biểu đồ lớp, hoặc là cái tài nguyên chung là tìm ra cái tài nguyên chung là tài nguyên về về file, thì là tài nguyên về file hay là tài nguyên về bộ nhớ. Thì ở đây chúng ta sẽ dựa trên những cái tài nguyên đấy để chúng ta phân luồng, tức là cho tạo thành nhiều process để khi mà nhiều phân hệ con cùng truy cập vào một cái tài nguyên là file đấy, thì là mỗi phân hệ con sẽ chạy trên một cái process khác nhau, và trong cái process đấy là chạy thêm nhiều thread, và mỗi một thread thì có thể là truy cập đến các cái thread khác nhau thì sẽ truy cập đến các cái file khác nhau chẳng hạn. Tại vì là nó dựa vào cái sự truy cập của các cái phân hệ nằm trong một cái hệ thống ấy, mà người ta việc xử lý là dựa trên cái tài nguyên chung là tài nguyên gì, tài nguyên về file hay là tài nguyên về bộ nhớ hay là tài nguyên về các cái biến trong class vân vân. Đấy thì là dựa trên đấy để mà người ta đi truy cập thì người ta cần phải phân tách thành các cái process, phân tách thành cái thread để mà chạy, để mà đảm bảo được rằng là không bao giờ là có cái việc là chưa xét cái cơ chế dùng tài nguyên chung để mà xử lý các cái lỗi khi mà xảy ra tương tranh. Đấy, được chưa? Đấy, thì chúng ta phải tìm ra tài nguyên chung để mà có cơ chế điều khiển để truy nhập đến chúng, tránh cho việc là và tránh chấp tài nguyên, được chưa? Và tùy theo từng loại tài nguyên mà sẽ có một cái cách xử lý để mà tránh cái sự tương tranh trong cái việc điều khiển cái việc truy nhập, được chưa? Được chưa các em? Đấy, xong rồi thì chúng ta sẽ thiết kế cơ chế điều khiển thích hợp cho hệ thống, kể cả việc quản lý các cái nhiệm vụ, các cái task, được chưa? Đấy, để xem xét các cái điều kiện biên được xử lý như thế nào, xét duyệt và xem xét các cái thỏa hiệp, được chưa? Đấy. Thì sau khi mà chúng ta thiết kế ra được, chúng ta biết được quy trình để thiết kế ra được một hệ thống rồi, thì chúng ta đi tìm hiểu về nguyên lý của các cái phương pháp được áp dụng vào cái quá trình là thiết kế hệ thống, được chưa? Phân tích hệ thống xong này thì chúng ta đi thiết kế hệ thống. Thì chúng ta thiết kế hệ thống thì chúng ta tìm ra các cái quy trình thiết kế hệ thống. Thì bây giờ là tất cả những cái đấy thì là nó dựa trên cái phương pháp nào? Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 phương pháp mà cô được giới thiệu đến cho các em, được chưa? Ở đây cô có là cái phương pháp thiết kế hệ thống, thì hiện tại là chúng ta đang dùng 2 phương pháp chính. Đây là phương pháp hướng cấu trúc và hướng đối tượng. Hướng cấu trúc hay còn gọi là hướng chức năng là dựa trên dữ liệu. Đó, hướng này là hướng dựa trên dữ liệu. Còn hướng đối tượng là hướng là dựa trên các cái đối tượng, các cái class đấy. Đấy. Thì là hai hướng này thì chúng ta rõ rồi, hướng đối tượng để phải sử dụng đến cơ sở dữ liệu hướng đối tượng và ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Còn cái phương pháp hướng cấu trúc thì chúng ta sẽ dựa trên là các cái chức năng. Và sau đó thì chúng ta thấy là cái phương pháp hiện tại nó có những hạn chế gì, và dựa trên các cái hạn chế đấy thì chúng ta cho ra đời cái phương pháp khác. Đó là phương pháp hướng tương quan. Hướng tương quan hay là còn gọi là hướng khía cạnh đấy. Nhiều nơi dịch là hướng tương cạnh, nhưng mà tên tiếng Anh là a spectrum of, là p aop đấy. P là đây là lập trình program đấy. Đấy thì là lập trình hướng tương quan đấy. Và ở đây thì chúng ta, cô sẽ giới thiệu cho các em cả ba cái phương pháp này, dùng cả ba cái phương pháp này để thiết kế hệ thống. Và theo từng phương pháp thì dựa theo từng phương pháp thì là, tức là
tùy vào từng phương pháp mà chúng ta phải thiết kế hệ thống bằng cách khác nhau. Đấy chứ ạ, đây là ở bài học của ngày hôm sau thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu là từng cái phương pháp một nó áp dụng như thế nào trong cái việc thiết kế hệ thống. Cả ba cái phương pháp này đều được trình bày trong các cái buổi sau. Đấy chứ ạ. Còn buổi này thì chúng ta chỉ tìm hiểu về nguyên lý và lý thuyết của ba phương pháp này thôi. Còn cái cách thực hành như thế nào và cái cách thiết kế làm sao thì buổi hôm sau thì chúng ta sẽ ấy hơn. Vậy thì là sau khi mà chúng ta đưa ra ba phương pháp này rồi thì chúng ta phải đưa ra tiêu chuẩn cho một bản thiết kế tốt gồm những tiêu chuẩn gì. Đặt trước là chúng ta có tiêu chuẩn cho một phần mềm tốt thì ở cái bài này chúng ta sẽ có tiêu chuẩn cho một thiết kế tốt. Và cô nhắc lại một chút về tiêu chuẩn cho phần mềm tốt thì chúng ta có các cái tính là tính cơ bản này, tính dễ hiểu này, tính hiệu năng này, đấy, dựa trên một số tính chất đấy thì cái tiêu chuẩn cho thiết kế tốt nó phải có những cái tiêu chuẩn gì thì cũng các cái slide sau thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về các cái này và chúng ta còn tìm hiểu về các cái đặc trưng của phương pháp thiết kế nữa là ba cái phương pháp này có những cái đặc trưng gì. Vậy thì chúng ta có một cái nhìn tổng quan về phương pháp thiết kế này. Thì ở đây là chúng ta có làm quen đầu tiên, đấy là phương pháp cấu trúc. Bởi vì phương pháp cấu trúc là phương pháp ra đời đầu tiên mà. Nó ra đời vào cái thập kỷ 1970. Em còn có nhớ là cái giai đoạn mà khủng hoảng phần mềm không ạ? Đấy, thì là chủ yếu là khủng hoảng phần mềm là do là chúng ta không có cái quy trình thiết kế tốt. Đấy chứ ạ? Và các cái lỗi trong cái quá trình kiểm thử. Kiểm thử ở đây các em nhớ nhé, không phải là sản phẩm ra mới kiểm thử nhé, kể cả quá trình phân tích yêu cầu cũng có kiểm thử, kể cả tất tần tật các cái pha đều có kiểm thử các em nhé. Đấy. Và sau đó phương pháp cấu trúc là phương pháp ra đời đầu tiên này. Và sau đó đến những cái thập kỷ 90 thì là cái phương pháp đối tượng, hướng đối tượng nó mới trở thành trào lưu. Tức là 20 năm sau thì nó mới xảy ra một số cái, nó mới thấy rõ các cái yếu điểm và cho một cái, và cái phương pháp hướng đối tượng nó mới ra đời, và khi nó ra đời thì nó trở thành trào lưu. Nhưng mà không có nghĩa là khi mà hướng đối tượng ra đời thì cái hướng cấu trúc bị bóp chẹt hết, mà nó vẫn còn có một cái thời gian là thời gian chuyển tiếp. Thấy chưa? Trong cái thời gian chuyển tiếp này nó vẫn có cái những cái công ty, những cái nhà thiết kế vẫn dùng theo hướng cấu trúc. Được chưa? Đặc biệt là hướng cấu trúc thì các cái mô hình dữ liệu trên cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ ấy, thì là nó vẫn dựa trên hướng cấu trúc để nó phân tích. Mà cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng cấu quan hệ ấy, thì là hiện nay vẫn đang dùng nhiều đấy. Như Oracle hay là SQL Server thì vẫn dùng nhiều đấy. Được chưa? Nên là cái hướng cấu trúc này thì khi phân tích dữ liệu thì nó cũng dựa trên cái hướng này. Được chưa? Đấy. Thì là thay vì là phương pháp dựa vào chức năng như là phương pháp cấu trúc thì phương pháp hướng đối tượng lại dựa vào các thực thể, cái đối tượng. Tức là gì? Nó xét trên các bài toán thực tế rồi nó xem đâu là các cái đối tượng dữ liệu cần lưu ở trong cái cần phải là cái đối tượng chính ở trong cái bài toán này để đưa vào trong cái mô hình lập trình. Đấy. Đấy. Thế là cái hướng đối tượng này nó được xây dựng trên cái nền tảng là hướng cấu trúc và sự trừ hóa, tượng hóa về dữ liệu. Được chưa? Tức là nó dựa trên cả cái việc là khái quát hóa lại dữ liệu và nó chọn ra được các cái đặc trưng chính trong dữ liệu. Được chưa? Và nó xây dựng thành các cái class có hướng là các cái thuộc tính và các cái phương thức giao tác và trao đổi trên truyền message và về cái mặt dữ liệu. Được chưa? Vậy thì các cái phương pháp thiết kế trên thường trợ giúp một số các cái cách nhìn nhận hệ thống là nhìn nhận về cấu trúc này, nhìn nhận về quan hệ thực thể này và nhìn nhận về dòng dữ liệu. Đấy là một số cái góc độ nhìn nhận của hệ thống. Được chưa? Và hạn chế của phương pháp cấu trúc đấy là phương pháp cấu trúc lộ rõ cái yếu điểm khi mà độ phức tạp một cái chương trình tăng lên.
dẫn đến là cấu trúc dữ liệu được xử lý cũng phải phức tạp lên. Và nếu như kiểu dữ liệu này bị thay đổi trong các cái hàm với chương trình thì có hàng trăm hàm trở lên, thì kết quả là một cái công việc tốn thời gian và kém hiệu quả. Các em thấy được rồi là gì? Là các em học tin nhập môn lập trình ấy. Nhập môn lập trình thì các em sẽ thấy là chúng ta có một cái main mà, thì là trong main nó sẽ gọi đến các cái chương trình con ở bên dưới. Được chưa? Nếu mà trong cái chương trình con này, trong các cái chương trình con này thay đổi thì việc mà gọi chương trình con này trong main nó bị thay đổi theo. Mà chúng ta biết được rằng là trong cái lập trình ấy thì là chúng ta sẽ có cái sự chia sẻ dữ liệu thông tin đầu vào đầu ra với các cái hàm khác. Thì khi một hàm con mà thay đổi mà trong chương trình có nhiều cái hàm sử dụng lại cái hàm con này thì tất cả những hàm đấy thì chúng ta đều phải xây dựng lại. Do vậy mà nó tốn thời gian và nó kém hiệu quả. Về cái mặt về cái phương pháp là lập trình theo hướng chức năng, được chưa? Đấy, thì là một yếu điểm nữa của phương pháp cấu trúc, đó là khi làm việc theo các cái nhóm khác nhau, nếu mà những cái dữ liệu dùng chung của nhóm mà bị thay đổi bởi một nhóm thì tất cả các cái nhóm khác không làm gì cũng bị thay đổi theo, dẫn đến là cái việc sai sót không đồng bộ trong cái việc trao đổi thông tin giữa các cái nhóm. Được chưa? Ví dụ như là cái dữ liệu chung này ở cái phân hệ này nó bị thay đổi, nhưng ở phân hệ khác thì nó đang muốn sử dụng cái dữ liệu cũ, thì là cái nhóm khác nó thay đổi thì nhóm mình không nhận ra được, là không biết được là nó đã bị thay đổi với nhóm khác rồi, thì là mình vẫn dùng cái thông tin là giá trị cũ, thì là cái xử lý ở trên đó là bị sai đấy. Thì lúc trước cô có nói với các em về cái tài nguyên dùng chung đấy. Đấy, thì trong cái tài nguyên dùng chung là phải xử lý, phân chia các cái luồng, các cái thiết, các cái process để truy cập đến từng các cái tài nguyên ở bên dưới là nó khác. Mà cái phương pháp cấu trúc thì là nó không hỗ trợ về cái việc này. Được chưa? Vậy thì hạn chế của cái phương pháp trên là gì? Là các cái hệ thống tốt thì cần xem xét đến những cái yêu cầu hiện tại và cả những cái yêu cầu tiềm tàng trong tương lai. Trong khi đó thì hướng đối tượng mô đun hóa yêu cầu theo kiểu mô phỏng một cái đối tượng trong thế giới thực, nhưng mà chỉ dừng lại ở cái mức là tĩnh thôi, tức là sinh hoạt tử, sinh rồi hoạt rồi tử. Trong khi thế giới thực là các cái đối tượng là hoạt động theo quy trình là sinh, hoạt động, phát triển rồi đến tử. Do vậy mà trong quá trình phát triển chính là cái sự tiến hóa thay đổi yêu cầu phần mềm, nên là hệ thống OOP là thiếu tính khả mở và thiếu tính tiến hóa. Tức là gì? Ở đây các em biết được rằng là trên các cái bài toán thực tế là luôn luôn có sự thay đổi, được chưa? Và thay đổi này có thể là thay đổi về các cái cấu trúc dữ liệu ở bên dưới, cũng có thể là phải thay đổi về cái mặt là các cái mẫu chuẩn, các cái form, các cái report ấy, là phải thay đổi các cái mẫu chuẩn hoặc là thay đổi về cái quy trình nghiệp vụ. Thì tức là cái việc mà thay đổi này thì là cái ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và hướng cấu trúc nó chưa cập nhật được cái sự thay đổi này. Tức là mỗi lần mà thay đổi ấy, thì chúng ta lại phải thay đổi lại code, rồi thay đổi lại về kiến trúc hệ thống chẳng hạn. Đấy, thì là cái OOP này nó thiếu tính khai mở và tiến hóa như vậy. Cái chức năng cũng như thế. Bởi vì là gì? Các cái bài toán thực tế thì các cái đối tượng là luôn luôn có sự thay đổi. Trong khi là dùng hai cái phương pháp này để thiết kế thì nó đã fix cứng rồi. Thay đổi chỉ còn cách là bổ sung các cái module khác vào và xây dựng nó mở rộng từ các cái module cũ, và chúng ta lại phải là tích hợp lại, phải chứ? Nếu mà muốn nâng cao tính năng thì phải có một cái quá trình là bảo trì để mà bổ sung thêm code và nâng cao tính năng và tích hợp lại trước khi chuyển giao deploy lên hệ thống, phải chứ? Đấy, thì là nó không đảm bảo được tính khả mở,
nên là nó không chào đón được cái tính cởi mở, được chưa? Thì ở đây nếu như mà các em nói là ở đây là nếu như mà cô nói về tính cởi mở như vậy thì là có rất nhiều các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng nó hỗ trợ cái tính cởi mở về dữ liệu, ví dụ như là làm MongoDB chẳng hạn đấy. Thì tại sao cô lại bảo là nó không, OOP lại không có tính cởi mở về cởi mở? Thì các em tìm hiểu kỹ về MongoDB đi thì hãy nói như vậy, bởi vì ở trong cái MongoDB ấy, nó không chỉ là cái hướng đối tượng đâu, mà trong cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB ấy, thì nó còn hỗ trợ ở các cái phương pháp trên các cái mô hình khác, được chưa? Đấy, nên là nó mới, tức là gì, dữ liệu thì là nó có thể hỗ trợ là thêm thoải mái, thêm các cái mở rộng, thêm các cái trường dữ liệu ở bên trong đó, và nó không ảnh hưởng đến cấu trúc của chương trình, nó chỉ là thay đổi là mở rộng và thay đổi về cấu trúc của dữ liệu ở bên dưới thôi. Đấy, thì là ở đây là các em để ý nhá, MongoDB không chỉ là hướng đối tượng thôi nhá, đấy, nó còn hỗ trợ các cái mô hình hướng khác nữa, được chưa? Đây là nó làm được điều đấy. Còn cái ngôn ngữ lập trình hướng OOP này này, tức là hướng lập trình và hướng đối tượng này này, thì là nó thể hiện rõ về cái tính thiếu tính cởi mở và tiến hóa, được chưa? Vậy thì từ các cái thì là một cái hệ thống thực tế, đó là sự đan xen giữa đấy là về tính cởi mở. Ngoài ra nó còn có hạn chế về nó hạn chế về việc xử lý các cái yêu cầu. Thì khi mà xử lý các cái yêu cầu ấy thì chúng ta thấy là một yêu cầu nó có là sự, trên thực tế một yêu cầu nó là sự đan xen giữa nhiều yêu cầu nhỏ, được chưa? Đấy, trên thực tế thì là một cái yêu cầu nó đa là sự đan xen giữa nhiều các yêu cầu nhỏ. Một yêu cầu nghiệp vụ thì thường được bổ sung thêm các cái yêu cầu khác vào, nó gây nên cái sự chồng chéo giữa các cái yêu cầu. Đây cô lấy ví dụ như thế này nhé, cái cây rút tiền ATM của các em mà hay dùng ấy, thì đầu tiên khi chúng ta nhét thẻ vào thì chúng ta phải login, đăng nhập ấy. Login nhưng không phải login đâu các em nhé. Login, đấy, tức là đăng nhập. Thì khi đầu tiên mới nhét thẻ vào thì chúng ta làm thực hiện đăng nhập. Đấy, trong cái quá trình đăng nhập thì chúng ta phải có một cái yêu cầu, đấy là yêu cầu là xác thực người dùng. Xác thực người dùng này thể hiện bằng cách là nhập tên tài khoản và mật khẩu. Đấy, đọc, nó sẽ đọc mật khẩu, nhập mật khẩu. Vậy thì cái việc mà xác thực người dùng này nó không chỉ dùng trong cái chức năng là đăng nhập, nó còn dùng trong cái chức năng là kiểm tra thông tin, rút tiền, thay mật khẩu, thay đổi số pin, vân vân. Vậy là ở đây chúng ta thấy là một cái yêu cầu nhỏ nó có thể tham gia vào nhiều cái chức năng lớn đấy, và một cái chức năng lớn, một cái yêu cầu lớn ấy, nó lại phân thành nhiều các cái chức năng nhỏ khác nhau, mà cái chức năng nhỏ đấy được dùng ở nhiều nơi và chúng ta cần phải tái sử dụng cái chức năng nhỏ này. Đấy, vậy thì ở đây là nếu như mà cái chức năng nhỏ này mà chúng ta không đặt phân thành một cái riêng ấy, thì nó sẽ bị là tức là nếu mà một cái chức năng nhỏ này mà chúng ta gọi lại ở trong cái chức năng lớn ấy, thì chúng ta sẽ khi mà gọi đến nó thì là cái việc mà phân bố tài nguyên để thực hiện cái chức năng này và trong phần cứng ấy, nó sẽ làm rải rác các cái phân mảnh, rải rác các cái nguồn tài nguyên bộ nhớ vân vân. Thì đấy là một số các cái sự chồng chéo mà khi mà tài nguyên nhiều, các cái yêu cầu nó cùng sử dụng đến nhiều các cái chức năng, nó cùng sử dụng đến các cái yêu cầu nhỏ đấy, hoặc như là ví dụ như là cái file log chẳng hạn, ghi file log chẳng hạn, thì chúng ta rút tiền thì chúng ta phải ghi lại lịch sử giao dịch trong file log, chúng ta đăng nhập vào lần cuối là lúc nào, thời gian bắt đầu đăng nhập
là lúc nào thì chúng ta phải ghi nhật ký lại, thì cũng phải ghi vào file log, vân vân. Vậy là khi mà cái file log này này, cái việc ghi vào file log này này thì là phải bao gồm có mở file log và đóng file log, thì cái việc mà nhiều chức năng cùng phải ghi lại nhật ký thì nó đều phải truy cập để mở file log và đóng file log. Vậy là nó chồng chéo giữa các cái yêu cầu tranh chấp về tài nguyên đấy, nó là như vậy. Thì là từ đó là hệ thống thiết kế theo hướng đối tượng sẽ khó bảo trì và phát triển. Khi mà bổ sung thêm một cái nghiệp vụ sẽ dẫn đến là phải thay đổi tất cả các yêu cầu nghiệp vụ liên quan, được chưa? Thì là ở đây chúng ta có là ở đây chúng ta có là cái việc là hạn chế của phương pháp, đấy là nó sẽ bị chồng chéo và phân mảnh về các cái chức năng yêu cầu, được chưa? Việc xử lý các cái chức năng, được chưa? Đấy, thì từ các cái việc như vậy mà chúng ta sẽ tổng kết lại là chúng ta sẽ xây dựng một cái phương pháp mới, đấy là phương pháp hướng tương quan. Và cụ thể là ở đây chúng ta có cái phương pháp hướng chia cắt, tại vì nhiều sách hoặc nhiều tài liệu ở trên mạng thì là nó sử dụng cái từ là khía cạnh, được chưa? Còn cô thì cô dùng cái từ là tương quan, vì cô xét trên sự tương quan giữa các cái chức năng yêu cầu với nhau trước khi ghép lại, được chưa? Ở đây này, ở đây là chúng ta sẽ có một cái phương pháp, đây là phương pháp là chúng ta dựa trên là được xây dựng dựa trên phương pháp cấu trúc và hướng đối tượng, và nó bổ sung thêm khái niệm, các cái khái niệm và các cái cấu trúc để mà mô đun hóa các cái concept đang xem. Đấy, thì các em ở đây các em hiểu là gì, là nó chia nhỏ các cái chức năng và nó kết hợp các cái chức năng trong từng các cái nhiệm vụ khác nhau. Vậy thì ở đây là chúng ta có là một cái chức năng thì có nhiều nhiệm vụ, vậy thì là các cái nhiệm vụ này có thể kết hợp lại với nhau trong từng các cái nhiệm vụ khác nhau của hệ thống, trong từng các cái phân hệ, trong từng cái chức năng trong các cái phân hệ. Vậy thì ở đây thì chúng ta có là khái niệm, đó là khái niệm concept đan xen, được chưa? Vậy thì cái khác nhau cơ bản của hướng đối tương quan đó là cái cách quản lý các cái concept các cái nhiệm vụ đan xen, là tức là cross-cutting concept đấy, và các nhiệm vụ thành phần đó là core concept đấy. Thì ở đây các em thấy nhá, cô phân tích này, trong cái quá trình mà rút tiền đấy thì mục đích chính là xử lý rút tiền, tức là chỉ xử lý là trừ bao nhiêu tiền trong tài khoản, đấy là nhiệm vụ chính hay còn gọi là core concept. Nhưng mà trong cái nhiệm vụ chính của cái việc rút tiền ấy thì chúng ta còn rất nhiều nhiệm vụ khác, ví dụ như xác thực người dùng, ghi ra file log, đúng không ạ? Mà cái việc xác thực người dùng và ghi trong file log ấy là những cái nhiệm vụ phụ trợ, nhưng nó lại rất là quan trọng để đảm bảo được cái tính bảo mật của cái nghiệp vụ, được chưa? Vậy nên là mà hơn nữa là cái nhiệm vụ đan xen này không phải là core concept mà cross-cutting concept này lại là có thể tái sử dụng ở trên nhiều cái nhiệm vụ khác nhau trong phân hệ nữa, đúng không ạ? Ngoài cái việc rút tiền thì cái việc mà ghi ra file log với lại cái việc mà xác thực người dùng đấy còn dùng trong cái việc là đổi pin, trong cái tắt là tắt đổi pin này, hoặc là trong các cái đổi pin rồi còn là chuyển khoản vân vân đấy. Đấy, vậy thì các em thấy được rằng là cái thực hiện một cái chức năng là cái cách là phân tích ra đâu là core concept, đâu là cross-cutting concept, và cross-cutting concept và nó có thể tái sử dụng lại trong các cái task khác, các cái nhiệm vụ khác, các cái chức năng khác.
Đấy, thì là chúng ta phải biết được là như vậy là một chức năng hay là một cái nhiệm vụ, nó là sự tổng hợp từ nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trong đấy bao gồm có nhiệm vụ chính và nhiệm vụ đan xen, phải chưa? Vậy thì cái cách để mà chúng ta phân tích cái hướng chức năng là gì? Cái cách mà phân tích chức năng là chúng ta tìm ra đâu là cái nhiệm vụ chính và đâu là các cái nhiệm vụ đan xen, và chúng ta sẽ kết hợp, kết nối, móc nối các cái nhiệm vụ này với nhau lại để làm sao mà nó thực hiện được đúng một cái nhiệm vụ, một cái chức năng trong phân hệ, mà trong các cái nhiệm vụ và chức năng khác trong phân hệ cũng có thể là móc nối lại các cái core concept và các cái đan xen nhiệm vụ đan, các cái cross, các cái concept này, được chưa? Vậy là mỗi một cái chức năng mà được chỉ ra ở trong cái phương pháp này là cái cách mà quản lý đang móc nối các cái concept này lại với nhau, được chưa? Đấy. Như kiểu là các em thấy là sâu vào ngọc trai ấy, đấy thì là nó là cái việc là sâu móc nối các cái hạt trai lại với nhau, được chưa? Để làm nên những cái hình thù khác nhau, ví dụ làm chuỗi vòng, một cái chuỗi vòng tròn để làm một cái cách móc nối các cái hạt, còn ngoài ra lại còn có thể là móc nối nó thành hình bông hoa, thì đấy là cũng là các cái hạt đấy, nhưng nó được móc nối với các cái phương pháp khác nhau thì nó sẽ tạo ra các cái hình thù khác nhau. Các em hiểu không ạ? Tức là nói sơ sơ là như vậy. Nãy giờ các em có nghe không ạ? Nãy là giờ chỗ này thì các em có hiểu cái hướng tương quan nó xử lý kiểu gì chưa ạ? Chỗ này các em có hiểu cái cách xử lý của hướng tương quan là gì không ạ? Là chia nhỏ và móc nối, đúng không? Chia nhỏ và móc nối, đúng không các em? Các em hiểu không ạ? Đấy. Thì cái hướng, cái nguyên lý của thiết kế hướng đối tượng nó cũng vậy. Nó dựa trên cái hướng là chia nhỏ, được chưa? Chia để trị. Đấy, nó là như vậy. Hướng cấu trúc nó là chia để trị. Còn cái hướng đối tượng là nó chia nhỏ về cái nhiệm vụ chức năng, được chưa? Cái chia nhỏ ở trong cái hướng cấu trúc ấy là chia nhỏ mô đun, chia để trị. Còn chia nhỏ trong cái nguyên lý lập trình hướng đối tượng, cái việc chia nhỏ là dựa trên các cái chức năng, nhiệm vụ và thành phần. Đấy. Và ở đây là cái hướng tương quan nó áp dụng cả hai cái việc chia nhỏ ở hai cái hướng phương pháp trước để mà nó móc nối lại với nhau, nó tạo thành một cái chức năng chính, được chưa? Vậy thì các cái hướng phương pháp thiết kế thì cô đã hướng dẫn sơ qua rồi, còn từng phương pháp cụ thể làm như thế nào thì là đến bài hôm sau thì cô hướng dẫn, và hôm nay thì chúng ta lại tìm hiểu về các cái tiêu chuẩn khác. Vậy thì ở đây chúng ta có các cái tiêu chuẩn cho một thiết kế tốt này, tức là chúng ta phải thiết kế nêu ra các cái cách tổ chức theo cấp bậc để dùng kiểm soát một cách thông minh, và thiết kế nên là theo các cái module, tức là phần mềm thì nên được phân hoạch một cách logic thành các cái thành phần thực hiện những cái chức năng xác định, và để đảm bảo cho cái chất lượng cao cho một cái biểu diễn thiết kế thì cần phải các cái tiêu chuẩn tốt về cả mặt phương pháp cũng như là về việc là đưa ra các cái hướng dẫn. Thì ở đây là thiết kế là nên chứa các cái biểu diễn phân biệt và tách biệt giữa thủ tục và dữ liệu. Thì ở đây chúng ta không nên là để một cái module mà nó thực hiện là nhiều cái chức năng thủ tục khác nhau và cái thao tác với dữ liệu lên cùng một module. Thì chúng ta cần phân tách ra module nào mà giao tiếp với dữ liệu thì tách riêng ra một module, và module nào mà xử lý trên cái dữ liệu mà được lấy từ cơ sở dữ liệu ra ấy, thì cũng là sử dụng một module riêng. Cô lấy ví dụ như là một cái chức năng là gì? Một cái chức năng là cập nhật tài khoản, tức là cập nhật tài khoản là sau khi chuyển tiền thì phải cập nhật tài khoản, đúng không? Vậy thì cái cập nhật tài khoản này nó phải chia ra thành các cái bước như thế này. Thứ nhất là phải lấy lại thông tin trên form của khách hàng và chuyển đi là bao nhiêu tiền để mà biết cái thông tin trừ, đúng không ạ? Và thứ hai là phải truy cập vào cơ sở dữ liệu ở bên dưới để mà thay đổi cái thông tin là cái số tiền khả dụng
của cái tài khoản là bao nhiêu để cập nhật lại dữ liệu ở bên dưới. Xong rồi chúng ta sẽ có là ghi ra file log, là cái nhật ký là cái lịch sử giao dịch, lại gọi là cái lịch sử giao dịch đấy. Thì là chúng ta không nên là đưa tất tần tật các cái nhiệm vụ, các cái hoạt động này vào một cái module, mà chúng ta phải phân tách ra. Cái module thứ nhất là cái module là nhận cái dữ liệu từ khách hàng để mà trừ tiền. Thì cái module thứ hai là module là gọi hiển thị thông tin từ và chỉnh sửa thông tin đến cái truy cập đến cái file cơ sở dữ liệu mà chứa các cái số tiền của cái khách hàng ấy, truy cập đến cái file cơ sở dữ liệu đấy ở dưới cái cơ sở dữ liệu, rồi thực hiện cái thủ tục là trừ tài khoản đấy. Thì mỗi một cái nhiệm vụ đấy thì chúng ta làm trên một cái module riêng, để khi mà có lỗi thì giả sử là chúng ta đang chuyển tiền, mà cái giao dịch chuyển tiền thì lúc thì là tôi đang chuyển tiền đấy, là cái việc chuyển tiền của tôi là quá cái hạn mức chuyển tiền mà cho phép, do vậy tôi phải chia thành cái việc chuyển tiền thành hai giao dịch, đúng không ạ? Vậy thì cái việc mà tôi gọi đến cái dữ liệu của tôi ở bên dưới ấy, thì là cái thủ tục đấy là trừ tiền. Thì cái thủ tục trừ tiền đấy phải gọi đến hai lần đấy, thì chúng ta phải chia ra để mà chúng ta có thể tái sử dụng lại cái việc là gọi trừ tiền đấy, được chưa? Không có nghĩa là chúng ta hoặc là cập nhật lại tài khoản cũng thế, trừ tiền một lần thì là chúng ta cập nhật tài khoản, thì là trừ tiền hai lần là chúng ta cập nhật tài khoản. Thì cái việc là xử lý cái việc là lôi dữ liệu về cookie ấy, về cái bộ nhớ cookie ấy, thì là chúng ta xử lý ở trên đó, rồi sau đó thì chúng ta xử lý xong rồi thì chúng ta mới kết thúc, thì chúng ta mới cập nhật lại cái cơ sở dữ liệu ở bên dưới. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ đi truy vấn đến cái máy chủ cơ sở dữ liệu nhiều lần ấy, thì nó làm cho cái hiệu suất giao dịch là nó bị đơ và nó chậm, đúng không ạ? Nên là chúng ta xử lý dữ liệu lôi lên cookie để chúng ta lưu lại và chúng ta xử lý trên cái bộ nhớ cookie đấy. Xong rồi chúng ta xử lý xong xuôi, kết thúc giao dịch, thì chúng ta mới cập nhật trở lại cái cơ sở dữ liệu trên cái máy chủ dữ liệu ấy. Thì cái việc mà chúng ta truy cập đến máy chủ dữ liệu là chúng ta truy cập là ít lần chứ không phải là nhiều lần, thì nó đỡ bị đơ máy và đỡ bị tốn kém đường truyền. Đó là như vậy, được chưa? Đấy. Thì là đấy là thiết kế nên theo các cái module, được chưa? Và thiết kế nên chứa các cái biểu diễn phân biệt, tách biệt giữa dữ liệu và thủ tục. Cái việc tách biệt giữa dữ liệu và thủ tục nó làm giảm thiểu cái việc là truy vấn đến máy chủ. Ở đây các em nhớ cho cô này, máy chủ thì có hai loại máy chủ. Đây là máy chủ dữ liệu và máy chủ ứng dụng. Máy chủ dữ liệu là do các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó xử lý. Còn máy chủ ứng dụng là nó do các cái ngôn ngữ lập trình nó xử lý. Em phân biệt cho cô, được chưa? Do vậy mà khi thiết kế cũng cần phải tách biệt giữa dữ liệu và thủ tục. Dữ liệu này không phải là dữ liệu đầu vào đầu ra của thủ tục đâu nhé. Cái dữ liệu này là cái cơ sở dữ liệu được lưu trong cái file cơ sở dữ liệu ở bên dưới của các cái quản trị và các hệ cơ sở dữ liệu nhé. Em nhớ cho cô nhé, chứ không lại nhầm là cái dữ liệu là cái đầu ra đầu vào. Được chưa? Phân tách biệt giữa dữ liệu trong phân tách. Được rồi. Cô cho rõ ràng hơn này cô. Đấy, làm như vậy cho nó rõ ràng. Dữ liệu này là dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, chứ không phải là dữ liệu đầu vào đầu ra của thủ tục. Các em nên nhớ rõ cho cô điều đấy. Được chưa ạ? Sợ là cô viết như này nó nhập nhằng nghĩa, nên là cô phải giải thích ra bên cạnh, ra bên này. Được chưa các em? Đấy. Chỗ này là các em nắm được chưa nhỉ? Các bạn nào tương tác lại với cô xem nắm được chỗ này chưa? Vâng ạ. À, rồi. Vậy thì một cái thiết kế thì nên dẫn tới hay là nêu ra các đặc trưng, chức năng đặc biệt. À,
nên dẫn tới như các chương trình con hay thủ thực, ừ, tức là ý là thiết kế thì nên là chia để trị đấy, chưa? Và thiết kế thì nên dẫn đến giao diện, giúp rút gọn độ phức tạp của việc ghép nối giữa các cái mô đun và các cái môi trường bên ngoài. Được rồi. Đấy là cái việc là xây dựng giao diện, là nó rút gọn cái độ phức tạp của việc ghép nối các cái mô đun. Thì ở đây là giao diện này thì có thể là cái giao diện này không phải là cái giao diện này có thể là giao diện trong cái trải nghiệm người dùng, mà cũng có thể là giao diện trong cái từ khóa là interface của cái công cụ lập trình ấy. Đấy. Cái giao diện mà user interface nó khác với cái giao diện là các cái interface, các cái module interface, các cái gói, các cái class, các cái interface, các cái module interface ấy, trong cái lập trình ấy. Thì đấy là hai cái từ khóa về giao diện, tiếng Việt đều dùng là giao diện, nhưng mà tiếng Anh thì nó hai cái từ khóa khác nhau, được chưa? Thì là đang nói về module thì chúng ta nên nói về cái interface trong ngôn ngữ lập trình, được chưa? Rồi. Và thiết kế nên được hướng theo cái phương pháp lập lại và được điều khiển bởi các cái dữ liệu có trong bản phân tích, các cái yêu cầu phần mềm, được chưa? Vậy là chúng ta đã hiểu các cái tiêu chuẩn cho một thiết kế tốt rồi, thì chúng ta cùng đi tìm hiểu. Chúng ta đã hiểu các cái tiêu chuẩn cho một thiết kế tốt rồi thì chúng ta cũng biết được các cái phương pháp để thiết kế rồi, thì là biết về nguyên lý thôi, còn cụ thể thiết kế bằng các phương pháp nó đặc trưng như thế nào thì bài hôm sau chúng ta sẽ kiểm tra sau, được chưa? Và ở đây thì các cái đặc trưng của phương pháp thiết kế này là một cái cơ chế để chuyển hóa từ biểu diễn miền thông tin thành biểu diễn thiết kế này. Thì ở đây là chúng ta có được là khi mà quá trình phân tích với khách hàng thì chúng ta cho ra được miền thông tin, và khi thiết kế thì chúng ta phải chuyển miền thông tin này thành các cái mô hình dữ liệu, được chưa? Đấy. Thì chính các cái mô hình dữ liệu, các cái bản mô hình dữ liệu chính là các cái biểu diễn về thiết kế dữ liệu đấy. Đấy. Là biến chuyển miền thông tin thành biểu diễn thiết kế, được chưa? Đấy là về dữ liệu, về thông tin. Còn một đặc trưng nữa của phương pháp thiết kế đấy là chúng ta phải có một cái bộ ký pháp để biểu diễn các cái thành phần chức năng và giao diện giữa chúng. Thì ở đây này, chúng ta có là biểu đồ yêu cây và biểu đồ lớp. Giao diện giữa chúng tức là giao diện để tương tác giữa các cái module đấy. Đấy. Hoặc là các cái method ở trong class đấy. Đấy. Tức là các cái tương tác như vậy, được chưa? Vậy thì bộ ký pháp này ví dụ như là bộ ký pháp để biểu diễn các cái thành phần chức năng, thì chúng ta có bộ ký pháp để xây dựng nên một cái biểu đồ là biểu đồ yêu cây, được chưa? Ngoài ra thì chúng ta có biểu diễn để mà giao diện giữa chúng, biểu diễn thành các cái thành phần chức năng và giao diện giữa chúng. Thành phần chức năng thì dùng yêu cây, còn giao diện giữa các cái module thì nó có thể thể hiện qua các cái biểu đồ component hoặc là các cái biểu đồ lớp, để thấy là các cái thành phần là nó tương tác với nhau theo cách nào. Rồi cái đặc trưng tiếp theo là cách trực cảm để làm mịn phân hoạch. Cách trực cảm để làm mịn phân hoạch đấy, tức là cái việc là chia để trị đấy, hay là phân hoạch đấy, phân rã chức năng, chia để trị. Thì ở đây chúng ta biết được rằng là chia thì này thì nó còn có là ngoài là chia trong cái thiết kế về code thì còn có chia trong cái phân rã chức năng để phân hoạch thành các cái hệ phân hệ nhỏ và thực hiện nhiệm vụ của từng phần, vân vân. Đấy là cảm trực để mà làm mịn, để phân hoạch nó ra, phân hoạch phân rã về chức năng cũng như là phân nhỏ các cái module chức năng. Đấy là cái việc làm mịn, phải chưa? Và cái đặc trưng thứ tư đấy là các cái hướng dẫn về cái định giá chất lượng. Thì là
chúng ta biết được rằng là chất lượng của phần mềm này nó dựa trên là cái việc đánh giá của người dùng thôi và một số cái tiêu chuẩn thôi, được chưa? Vậy thì là cái chương này thì là các em có hỏi thêm câu nào về chương này đúng không ạ? Các em có câu hỏi nào về chương này nữa không? Không ạ. Rồi. Thế là chương này thì tạm dừng ở đây.